Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh Xe 24 giờ của em ạ. Năm mới, chúc anh em một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nhé. Và hôm nay em sẽ lên cho anh em về một chiếc xe Hyundai i10 số tự động bản hatchback ạ. Năm sản xuất là 2021 nhé. Còn phiên bản 2021 thì nó chưa ra mắt đâu ạ. Vậy thì chiếc xe Hyundai i10 số tự động bản hatchback này, đại lý chúng em đang bán cho em bây giờ như nào và có những tính năng option có sự thay đổi gì không thì em xin phép được giới thiệu cho anh em một cái chi tiết cụ thể để cho anh em có sự chuẩn bị tài chính mình tốt nhất để mua chiếc xe này không, hay cần phải mua những bản cao cấp hơn thì em xin phép được đi vào chi tiết cụ thể cho em nhé. Đầu tiên em giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá miết nó giờ đang là 402 triệu ạ. Hiện tại giờ đại lý chúng em đang bán cho em với giá đang là 395 triệu nhé. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhé. Vậy thì chiếc xe Hyundai i10 số tự động bản hatchback này lăn bánh Hà Nội giờ đang là 466 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 440 triệu nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 458 triệu đấy ạ. Về phần giá xe thì luôn luôn cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em đấy ạ. Ok, tiếp theo là những tính năng option của chiếc xe Hyundai i10 số tự động bản hatchback thì em xin phép giới thiệu cho anh em. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể. Kích thước tổng thể của chiếc xe này dài đang là 3m765 ạ. Rộng thì 1m660 nhé. Còn cao thì đang là 1m505 đấy ạ. Còn về chiều dài cơ sở nó đang là dài 2m425 ạ. Còn khoảng sáng gầm xe của nó thì là đang là 15,2cm nhé. Đó. Ok, em giới thiệu cho anh em tiếp theo nữa, đó chính là về mặt lưới ca lăng ạ. Mặt lưới ca lăng nó sử dụng ngôn ngữ của Hyundai, đó trên mặt lưới ca lăng hình lục giác dạng thác nước ạ. Logo đặt được chính giữa và có được lẹp chrome, thanh lẹp chrome đằng này. Nó chạy từ phần chân đèn cho đến phần chân của logo, tạo ra cho mặt đằng trước này nhìn rất là sang trọng ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về cụm đèn phía trước ạ. Cụm đèn phía trước của chiếc xe này sẽ là cụm đèn halogen phản xạ ra hướng cho cả đèn cốt lẫn đèn pha ạ. Đó. Còn đây em giới thiệu cho anh em về đèn gầm ạ. Đèn gầm của nó sẽ là đèn halogen nhá. Dạng projector đấy ạ, đèn halogen phản xạ ra hướng thôi ạ. Còn giả đèn led ban ngày của nó đây ạ. Đấy ạ, đèn led ban ngày của nó đấy nhá. Còn đằng này giống là chính là đây chính là cái hốc để hút gió, để thoát gió, để chống được cái cản gió rất là tốt đấy ạ. Còn tiếp theo em giới thiệu cho anh em về phần sườn xe ạ. Phần sườn xe của nó thì được dập lổ rất là nhiều, tạo cho chiếc xe nhìn rất là cứng cáp, chắc chắn và không kém sự sang trọng ạ. Đấy. Phần sườn xe của nó được thêm một nữa đó chính là có tấm lẹp bằng nhựa. Tấm đẹp bằng nhựa đằng đen, màu đen này nhá. Tạo do cho chiếc xe cảm giác nhìn nó sẽ trường xe hơn. Cửa trường xe hơn rất là nhiều đấy ạ. Còn em giới thiệu cho anh em về phần bánh xe ạ. Bánh xe của chiếc xe i10 số tự động bản hatchback này thì vành cho nó là vành đúc hợp kim nhôm màu bạc xám ạ. Vành của nó sẽ là vành 14 inch ạ. Vành 14 inch anh em nhá. Và có phanh đĩa cho cả 4 bánh ạ, đều số tự động ạ. Còn số sàn thì phanh của nó sẽ là phanh đĩa trước và phanh sau sẽ là phanh tăng trống ạ. Và các tính năng an toàn của chiếc xe này thì gồm có ví dụ như là phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử EBD này, cân bằng điện tử xe SC, nó có tính năng an toàn rất là tuyệt vời đúng không anh em. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu ạ. Gương chiếu hậu của nó thì sẽ là cùng màu thân xe nhé, cùng màu thân xe ạ. Và có tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương ạ, và chỉnh điện và gập điện nhé. Và có cả cụp gương tự động, ví dụ phân khúc của chiếc xe Accent chẳng hạn thì để không có cụp gương tự động, nhưng mà chiếc xe i10 này đã có cụp gương tự động rồi anh em ạ. Rất tuyệt vời đúng không em? Ở đây em giới thiệu cho anh em về phần tay nắm cửa. Tay nắm cửa của nó là mạ chrome nhé, cho cả 4 cánh cửa. Tích hợp trên đấy sẽ là có nút bấm trên cánh cửa, rất tiện lợi cho anh em. Đó là chìa khóa thông minh. Đấy, tay nắm cửa cho cả 4 cánh cửa luôn nhá, cùng là mạ chrome đấy. Còn đây em giới thiệu cho anh em về trần xe này. Trần của nó sẽ là trần phẳng nhé, không có cửa sổ trời hay là có giá lóc hay thanh hay gì đấy ạ. Anten của nó là anten dạng cột ạ, không phải anten vây cá nhé. Còn em giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe. Đuôi xe của bản i10 này thì sẽ là đuôi xe nó được dập lõi cứng hơn, cứng cáp hơn rất là nhiều, nhưng mà rất là trẻ trung và sang trọng ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về cụm đèn sau ạ. Đèn sau của nó sẽ là đèn halogen nhé, chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe ạ. Đấy. Các tính năng an toàn về phần đuôi xe của chiếc xe này thì sẽ có cảm biến lùi 4 mắt ạ. Đây ạ. 1, 2, 3 và 4 nhé. Bản này thì sẽ không có camera lùi đâu ạ. Bản này sẽ không có camera lùi anh em nhé. Còn xe này sẽ có đèn báo phanh trên cao rồi này, giúp cho người cùng làn đường với mình sẽ cảm tầm quan sát, sẽ quan sát dễ hơn rất là nhiều. Giờ em sẽ mở cốp lên cho anh em xem cốp chiếc xe này có rộng không ạ. Cốp nó mở cơ nhé, không phải cốp điện đâu ạ. Phần khúc A này mà có cốp điện thì quá tuyệt vời đúng không em, nhưng mà nó cốp cơ đấy ạ. Đây em giới thiệu cho anh em này,
Cốp sau của chiếc xe này cũng khá là rộng đấy ạ. Khá rộng nhá. Để được tầm khoảng 5-6 cái vali. Cái này mình có thể hạ xuống được nhá. Cái tấm chắn đồ này mình có thể hạ xuống được này. Đó. Còn đây là em giới thiệu cho anh em về phần lốp sô cua. Lốp sô cua của bản này thì rất tiếc đó chính là nó chỉ là vành sắt thôi nhá. Nó không phải vành giống bốn lốp chính ạ, vành đúc hợp kim nhôm ạ, nó chỉ là vành sắt đấy ạ. Và đây là bộ đồ tháo lốp này và kích lốp ạ. Đó. Ok, giờ em sẽ giới thiệu cho anh em về mức teo nhiên liệu. Đây, em giới thiệu cho anh em về mức teo nhiên liệu nhá. Nó đang hơi tối chút ạ. Ở trong đô thị thì đang là 7 lít 44 ạ. Còn ngoài đô thị đang là 5 lít 16 nhá. Kết hợp trung bình đó đang là 5 lít 99 ạ. Đó, rất là tiết kiệm đúng không anh em? Đối với xe 1.2 ạ. Ok, giờ em sẽ đi sâu bên trong nội thất để giới thiệu cho anh em về nội thất của chiếc xe i10 số tự động bản hatchback này. Có gì nổi bật không ạ? Đây em giới thiệu cho anh em về nội thất này. Nội thất của nó sẽ là nội thất màu đen kết với màu đỏ, tạo ra không gian nhìn rất hiện đại và rất là sang trọng cho anh em nhé. Đây em giới thiệu cho anh em về phần ghế này. Ghế của nó sẽ là ghế da ở viền xung quanh, ở giữa này là lỉ nhé. Rất là tiếc nó kể là làm da toàn bộ thì em đánh giá là tuyệt vời hơn rất là nhiều, nhưng ở giữa lại lỉ. Không hiểu tại sao nhà máy lại làm như thế hay là giảm chi phí ạ. Đây còn ghế sẽ là được chỉnh cơ 6 hướng anh em nhé. Ghế được chỉnh cơ 6 hướng đấy ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần vô lăng ạ. Vô lăng của nó sẽ là vô lăng 3 chấu ạ. Có được bọc da, sờ cũng rất là mềm mại. Có tích hợp trên đấy sẽ là có điều chỉnh âm lượng này. Điều chỉnh âm lượng nhé. Đấy. Cài đặt các cái mode driver chip A, chip B. Đó. Bàn này sẽ là có hai thứ khí anh em nhé. Cho bên ghế lái, bên ghế phụ đi ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về cánh cửa. Cánh cửa bàn này sẽ là có cục gương này. Cục gương nhé, cục điện đấy ạ. À, có cả cục gương tự động luôn cho anh em ạ. À, còn đây là điều chỉnh 4 hướng cho bên cái gương chiếu hậu ngoài xe đấy ạ. 4 hướng mặt kính nhé. Còn đây sẽ là chốt cửa này, khóa kính này. À, điều chỉnh lên xuống cho cả 4 cánh cửa về kính ấy, cái kính lên xuống nhé. Còn riêng ghế lái thì sẽ là tự động auto down, tức là tự động xuống nhé. Nó chỉ là tự động xuống thôi ạ, không có tự động lên đâu. Ok, giờ em đi sâu vào bên trong nội thất để giới thiệu cho anh em cách chi tiết hơn ạ. Đây em giới thiệu cho anh em này, đầu tiên là sẽ là chìa khóa thông minh một chạm này. Smart key nhá, giờ em sẽ bật on lên cho anh em. Đây em giới thiệu cho anh em về bảng đồng hồ táp lô của chiếc xe i10 số tự động bản hatchback này. Thì bản đồng hồ táp lô em đánh giá nhìn rất là tuyệt vời nhá, rất là dễ quan sát cho anh em đấy ạ. Đây là giới thiệu cho anh em này, đây là vòng tua động cơ này. Công tơ mét này. Đây là mức nhiên liệu này, còn đây là đây là nhiệt độ nước là mát này, còn đây là mức nhiên liệu anh em nhé. Còn các màu đỏ và màu vàng này, nó đây là cảnh báo đấy anh em ạ. Đó, còn ở giữa này, nó chính là bảng đồng hồ táp lô để điều chỉnh cho anh em chip A, chip B, số, các thứ rất nhiều thứ, odo đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về cần điều chỉnh ánh sáng thì nó cũng cơ bản thôi, nó không có chế độ auto nhá. Cần gạt mưa nó cũng như vậy ạ, nó không có các chế độ auto đâu ạ. Nó chỉ để các cái nút đưa cơ bản thôi ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về màn hình giải trí của chiếc xe i10 số tự động bản hatchback này thì nó sang màn hình của nó màn hình cảm ứng 7 inch nhé. Có kết nối AUX, USB, Bluetooth, có cả định vị cho anh em đấy ạ. Chỉ đường cho anh em bằng hình ảnh và bơm âm thanh đi nhé. Mình cảm ứng nhé. Chỉ đường đấy ạ. Đó. Đây em giới thiệu cho anh em phía dưới nữa. Đó chính là điều hòa. Hệ thống điều hòa của nó thì là điều hòa cơ chỉnh tay thôi. Nhưng mà cái sự thiết kế của nó thì em lại đánh giá nó rất là đẹp đấy ạ. Đó, đây điều chỉnh về tốc hướng gió này, tốc độ gió và nhiệt độ đấy nhá. Đó. Ok, em giới thiệu cho anh em phía dưới này nữa. Đằng này mình sẽ có thêm được nó chính là cái tẩu thuốc lá này. Đằng này sẽ là để điện thoại nhé. Nó không có sạc thông minh IQ đâu anh em ạ. Bản phân khúc A này một phân cái có sạc thông minh IQ nữa thì đúng là quá tuyệt vời luôn đúng không anh em. Nhưng rất tiếc không có. Còn đây giới thiệu cho anh em về hộp số này. Hộp số của nó sẽ là cần số này sẽ là hộp số tự động 4 cấp nhé. Nó là hộp số tự động 4 cấp anh em ạ. Đây là cần số thẳng anh em ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần phía dưới này nữa. Nó sẽ đây là hộp để tàn thuốc lá này. Hộp tàn thuốc lá để đây nhá. Đây. Tàn thuốc lá cho anh em này. Đó. Đằng này để nước này. Còn đây là phanh tay của nó, phanh cơ nhá. Bản phân khúc A này thì nó sẽ không có hộp tựa tay trung tâm ở đây đâu ạ. Nó không có tựa tay trung tâm ở đây nhá. Vì nó nhỏ nên không để được tựa tay trung tâm được ạ. Mà anh em muốn có thể độ thêm được, người ta có thể độ thêm được, phụ kiện có thể độ thêm được cho anh em có tựa tay trung tâm được anh em ạ. Ở đây ok, tiếp theo em giới thiệu cho anh em về gương chiếu hậu bên trong xe. Gương chiếu hậu trong xe thì nó cũng cơ bản thôi, nó không có cái gì nổi bật cả. Ví dụ như nó không có la bàn hay có trông chói tự động thì nó không có đâu anh em nhé. Còn đây em giới thiệu cho anh em về đèn trần. Đèn trần thì nó cũng cơ bản thôi, nó có 3 chế độ này, luôn luôn đóng này, mở cửa từ sáng và luôn luôn sáng nhé.
Đó. Trần xe của nó sẽ là trần phẳng anh em ạ. Trần phẳng thôi. Nó không có gì quá nổi bật, nó không có sổ trời ạ. Ok, rồi em sẽ khang hàng ghế thứ hai giới thiệu cho anh em. Đây, giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai này. Hàng ghế thứ hai nó sẽ giống hàng ghế đầu tiên. Đó chính hàng ghế thứ hai thì được bọc da này, bọc da bên viền xung quanh và ở giữa sẽ là lỉ nhá. Hàng ghế thứ hai thì nó là màu đen và màu đỏ đấy ạ. Ghế của hàng ghế thứ hai này thì nó có thể gập được 60-40 anh em nhá. Gập được 60-40 đấy ạ. Giờ em sâu vào bên trong để giới thiệu cho anh em xem nó rộng rãi như nào nào. Đây, em cao 1m80 nhá. Em cao 1m80 này. Chân để vẫn còn thoải mái để lửa găng tay này. Được chưa? Để rất thoải mái luôn ạ. Không có thừa găng tay nhá. Trần nó lại rất là cao. Bản này thì em đang cầm tay quay thì em không quay cho anh em về trần xe được, nhưng mà trần nó rất cao nhá. Em cao 1m80 vẫn thừa, vẫn được tổng khoảng 5 phân nữa đấy ạ. Đấy. Đây, em sẽ quay cho anh em về tổng quan về hàng ghế đầu tiên của một chiếc xe Hyundai i10 số tự động bản hatchback. Nếu ai người khó tính hay người kỹ tính về những tính năng option hay là những cái gọi là thiết kế của một chiếc xe thì em đánh giá một chiếc xe phân khúc hạng A như này mà giá nó thì đang là bao nhiêu thì quá tuyệt vời đúng không em? Thì tại sao anh em gọi điện cho em đi ạ? Qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em nhá. Đó, ok, tiếp theo sang về động cơ để giới thiệu cho anh em về động cơ của chiếc xe i10 số tự động bản hatchback có cái gì không ạ? Đây, em giới thiệu cho anh em về động cơ nhé. Động cơ của nó sẽ là động cơ Kappa 1.2. Đó là động cơ rất là lâu đời của Hyundai rồi. Nó tạo ra thương hiệu một chiếc xe rất là tiết kiệm nhiên liệu cho anh em. Đấy. Với công suất cực đại của chiếc xe này thì đang là 187 Nm cho 6.000 vòng trên phút ạ. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 119 Nm cho 4.000 vòng trên phút nhé. Khá là khỏe đấy anh em ạ. Dung tích bình nhiên liệu bản này sẽ là 43 lít anh em ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về chi tiết sâu bên trong này. Đây là nước rửa kính nhé. Cổ hút để đến cao rồi. À, động cơ 4 xi lanh thẳng hàng nhé. 1, 2, 3 và 4 ạ. Aqui của nó là aqui khô rồi nhé. Không phải có aqui ướt đâu ạ. Đó. Nước làm mát này. Cầu chì màu vàng vàng này. Đó chính là dầu phanh anh em nhé. Ok, giờ em sẽ sang bên tổng thể giới thiệu cho anh em về tổng thể cũng như tính năng an toàn hay những màu sắc con này đã có những màu như nào, em giới thiệu cho anh em ạ. Đây, anh em giới thiệu cho anh em về tổng thể nhé. Về kích tổng thể thì em đã giới thiệu cho anh em về đầu video rồi. Tiếp theo là những tính năng an toàn. Tính năng an toàn bản này gồm có là túi khí, sẽ là có hai túi khí anh em nhé. Có hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử EBD, hỗ trợ có hệ thống cân bằng điện tử xe SC nhé. Có 3 tính năng an toàn rất tuyệt vời đúng không em? Tiếp theo là bản này sẽ là tổng sẽ là có 6 màu anh em nhé. Như màu đỏ mình đang xem đây ạ. Màu vàng cát, màu xanh dương, màu bạc, màu cam và màu trắng ạ. Tổng sẽ là có 6 màu ạ. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe cũng như là tính năng option của chiếc xe Hyundai i10 số tự động bản hatchback rất là chi tiết cụ thể cho anh em rồi. Thì em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé. Để em sẽ giới thiệu cho anh em về toàn bộ các dòng xe của Hyundai cũng như là em sẽ cập nhật giá cho anh em toàn bộ dòng xe của Hyundai cũng như hãng xe khác nhau. Ví dụ như là Toyota, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi hay rất nhiều hãng xe khác nhau trên thị trường Việt Nam. Thì em xin phép em sẽ dừng video đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.